mà các tuyển thủ quốc gia Việt Nam đang nỗ lực tranh tài tại UAE để hướng tới mục tiêu lần đầu tiên trong lịch sử bước vào vòng loại cuối cùng World Cup, thì tại câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, một cựu tuyển thủ quốc gia Việt Nam là Phạm Văn Quyến lại đang miệt mài hướng dẫn các học trò để chuẩn bị cho giai đoạn lượt về V-League 2021. Cùng với đó, sự có mặt của nhà tài trợ mới, thành phần ban huấn luyện mới, đội bóng xứ Nghệ đang hướng tới mục tiêu trụ hạng thành công ở mùa giải này. Được chứng kiến những bước tiến thần tốc của bóng đá Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, chúng ta không khỏi bồi hồi khi nhớ lại những thời khắc mà con người này từng đem tới cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Trải qua bao dâu bể, Văn Quyến lại trở lại với bóng đá đỉnh cao, nhưng không phải trên cương vị cầu thủ, mà là một vị huấn luyện viên phó, đang dốc sức cùng với ban huấn luyện của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An truyền đạt những kinh nghiệm của nhiều năm chinh chiến trên các đấu trường trong nước và quốc tế. Việc có mặt của Văn Quyến trong thành phần ban huấn luyện mới của Sông Lam Nghệ An có thể được xem là một bất ngờ thú vị, nhưng cũng rất hợp lý khi Sông Lam Nghệ An dưới thời nhà tài trợ Tân Long đã hướng đến rất nhiều mục tiêu ở phía trước. Sau khi Quyến nghỉ bóng đá rồi đi học rồi về làm huấn luyện viên trẻ, đã cùng tham gia nhiều cái giải trẻ và cũng đã truyền đạt cho các em trẻ về những cái kỹ năng của cái tuyển trên, thì đấy là cái mà cần nhất trong ban huấn luyện thời điểm bây giờ, vì là mình có con người huấn luyện viên như Văn Quyền, đấy là cái điểm sáng ở trên hàng tiền đạo. Ít hay nhiều thì cầu ta cũng là từng đá cái vị trí tiền đạo mang áo số 10, thì Hoàng nghĩ là những cái đấy với Hoàng ở là hậu vệ, nhưng với Quyền ở hàng tiền đạo thì chắc chắn Quyền sẽ hiểu rõ được cái nào là điểm nóng, thì cái Hoàng nghĩ là cái điểm đấy là Quyền sẽ phát huy mạnh được tối đa. Cho đến lúc này, mặc dù lực lượng của Sông Lam Nghệ An vẫn chưa có sự bổ sung nào đáng kể, nhưng một điều rất dễ nhận thấy là sau khi có ban huấn luyện mới và đặc biệt là sự quan tâm của nhà tài trợ mới tập đoàn Tân Long, với các khoản chế độ được đảm bảo tốt hơn rất nhiều so với trước đây, thì tinh thần của cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã có sự chuyển biến rất tích cực. Đây sẽ là động lực để thúc đẩy sự nỗ lực của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An cho các trận đấu của giai đoạn lượt về V-League 2021. Đặc biệt trong những ngày này, thì ban huấn luyện câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An cũng tạo điều kiện để các cầu thủ theo dõi các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, và hầu hết đều tin tưởng vào sự thành công của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Tất cả mọi cái mới đời sống anh em được nhà tài trợ mới quan tâm hơn, thì tinh thần anh em hiện tại thì rất thoải mái, rất hào hức, và anh em cũng đã có những cái gọi là thay đổi bản thân để hướng đến những mục tiêu sắp tới của câu lạc bộ. Ban huấn luyện cũng đã sắp xếp lịch tập để đoàn đội có thể theo dõi và cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Thì theo em, nếu đội tuyển Việt Nam giữ vững tinh thần thi đấu tập trung và hiệu quả như trận gặp Indo, thì cơ hội Việt Nam đi tiếp là sẽ rất sáng. Sự trở lại của Văn Quyến trong đội hình một câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An mang theo rất nhiều kỳ vọng của người hâm mộ về sự khởi sắc của hàng công câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An trong giai đoạn cuối mùa giải 2021. Với kinh nghiệm và đẳng cấp của mình, Văn Quyến chắc chắn sẽ cùng với ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An giải quyết được sự yếu kém trong khâu dứt điểm hay phụ thuộc quá nhiều vào Văn Đức như ở giai đoạn lượt đi của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Bên cạnh đó, với sự nỗ lực tối đa từ nhà tài trợ mới tập đoàn Tân Long, hy vọng là các cầu thủ Sông Lam Nghệ An sẽ trình diễn một bộ mặt hoàn toàn mới ở giai đoạn lượt về V-League 2021.